Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình Meada Pilot 530, một chiếc xe đạp khung nhôm đến từ thương hiệu Meada, và chiếc xe thì được mang một cái bộ cấu hình đến từ dòng Shimano Aceja các bác nhé, với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa, đùi đĩa đạp thì là đùi trục rỗng đến từ Shimano DOG các bác nhé, và trên phần ghi đông đây cũng được trang bị là đôi tay phanh dầu của DOG các bác nhé. Cặp phanh này cực kỳ ngon, các bác còn đã từng trải nghiệm qua cặp phanh này thì cũng biết cực kỳ là ngon. Bộ chuyển động thì được trang bị là Aceja các bác nhé, với 9 tầng lip và 3 tầng đĩa cho 27 cái độ khác nhau. Xe thì được trang bị khung kim nhôm các bác nhé, kim nhôm tông màu đen đỏ rất là đẹp. Đấy, theo hiệu Merida, một thương hiệu mà cũng cực kỳ là quen thuộc với các bác chơi xe rồi. Model hôm nay em về là model Pilot các bác nhé, mã số 530. Khung sườn thì cũng còn rất là bóng mới các bác nhé. Đấy, chỉ có những cái vết xước tôi đã qua cũng sử dụng và là xe bãi nên là không thể tránh khỏi thôi. Còn khung khuyết còn rất là mới đẹp. Trang bị cặp vành 26 inch đến từ thương hiệu Mavic các bác nhé. Đây là cặp vành MX390. Cặp này là sản xuất tại Đài Loan luôn các bác nhé. Mới đi Taiwan đây. Mavic, một cái thương hiệu vành phụ tùng của Pháp. Đấy, và các bác chơi xe thì cũng rất là thích cái thương hiệu này nhé. Đấy, cực kỳ quen thuộc với các bác chơi xe rồi, rất là tốt, thương hiệu của Pháp và vành sản xuất tại Đài Loan. May Lovatec cối lỗ đi vòng các nhé. Đấy, cối lỗ các nhé. Đấy, con heo dầu thì con heo dầu kia cũng là nguyên cặp điều gì luôn. Đấy, size khung này cũng khá lớn các nhé, 18 inch. Lát nữa em sẽ đo size bác xong. Trên ghi đông này bị tay ghi đông cong đủ đeo. Đấy, và giảm sóc của xe là giảm sóc hơi đó nhé, trang bị giảm sóc hơi đến từ thương hiệu FR Santu, nó là cái sóc Ebicon đó nhé. Sóc đấy thì cũng quá là quen với các bác chơi xe rồi. FR Santu cũng là một cái hãng sóc giảm sóc rất là tốt trên thị trường. Đấy, bánh trước cũng là Mavic các bác nhé, bánh cặp Mayuru Vatec bị đúng rồi, trang bị bi vòng. Lốp của xe được sử dụng là quả lốp của Maxxis thôi nhé, Maxxis quả này là 26 x 195, đây cũng là một cái bản lốp thông dụng. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size của chiếc xe bao giờ tâm trục đạp đến khóa yên là 46 cm, nó khóa yên đấy là tâm cổ cốt 56 cm, thì xe phù hợp với đi từ khoảng 1m69-70 đến khoảng 1m80 thì phù hợp. Sơn da 9 lít là 3 đĩa thôi, hai mẻ cũng khác nhau. Chiếc xe này đang được bán với mức giá là
8,6 triệu các bác nhá, 8,6 triệu bao ship toàn quốc cho cả bác chuyển hết 100% tiền vào bảnh 1 năm cho bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Đấy là gì, các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.